Abdullah bin Khalifa là sân vận động nhỏ nhất tại Cúp bóng đá U23 châu Á 2024. Nằm tại thủ đô Doha, được bắt đầu xây dựng vào tháng 9 năm 2011, sân vận động này chính thức được khánh thành vào ngày 15 tháng 2 năm 2013. Với tên gọi ban đầu là sân vận động Dubai, trong khi tên gọi hiện nay của sân vận động được đặt theo tên của đương kim thủ tướng Qatar, Sheikh Abdullah bin Khalifa Al Thani. Sân vận động là một phần của khu liên hợp thể thao lớn có diện tích 15.000 m², mái che bằng vải PVC polyester bao phủ khoảng 60% chỗ ngồi cho 4 khán đài độc lập. Điểm nhấn của sân vận động là 4 cột đèn nằm ở 4 góc của sân vận động với hình dáng độc đáo. Sân bóng này cũng được trang bị hệ thống làm mát hiện đại dọc theo các khán đài. Khán đài chính cung cấp các tiện nghi tối cao cho khách VIP và VVIP. Điều thú vị là khán đài chính cũng có một nhà thờ Hồi giáo bên trong. Sức chứa hiện tại của sân vận động Abdullah bin Khalifa là 10.000 khán giả và được trang bị cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn của FIFA. Thiết kế hiện tại của sân vận động Abdullah bin Khalifa cho phép mở rộng sức chứa lên tới 30.000 chỗ ngồi trong tương lai. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Al Dubai SC, đội bóng đang chơi tại Qatar Stars League.